Các bạn cứ hỏi Trang là giữa thạch sâm long và thạch sâm trơn á, cái loại nào ăn sẽ ngon hơn. Thì hôm nay á, Trang sẽ đánh giá một cách thực tế nhất về hai cái loại thạch này cho mọi người xem và đưa ra ưu và nhược điểm của nó, giúp mọi người lựa chọn được cái thạch mà mình yêu thích và làm sao để được cái thạch của mình nó thơm ngon, nó dẻo dai mà cho màu xanh bắt mắt nữa. Thì hãy cùng đi theo Trang ha. Đầu tiên á, thì Trang sẽ nói về cây xương sâm lá trơn trước nha. Cây xương sâm bên Trang cung cấp cho mọi người về trồng á, nó sẽ phát triển lên như thế này. Và mọi người hái những lá già ở trên cao á, cách bộ rễ tầm 2 mét thì lá của mình nó sẽ không có bị đắng ha. Trong quá trình vò lá thì bọt có thể ra rất là nhiều. Mọi người cho một xíu dầu ăn và tiếp tục vò khi nước thạch của mình á, nó vừa sành sệt kẹo kẹo như thế này. Thì mọi người lược lại và cho ra khuôn là được nha. Còn đây á, là cây xương sâm lá long nha mọi người. Nó khác hẳn với cây xương sâm lá trơn, vì mặt trên và mặt dưới lá nó đều có long, và cái màu sắc lá của nó không có đậm màu như xương sâm lá trơn ha. Trong lúc vò xương sâm long thì mọi người chú ý nha, bọt của nó ra rất là nhiều và thạch của nó ra rất là nhanh, cái độ sệt rất là cao, thì mọi người phải làm nhanh tay ha, để được cái thạch của mình nó mịn màng và dẻo dai hơn nha. Rồi, thành quả hai cái loại thạch bây giờ đã xong rồi nè. Trang sẽ cho mọi người xem thạch và đánh giá hai cái loại này là như thế nào nha. Đây là xương sâm lá long nha mọi người, cái thạch nó rất là dai và nó không có bị tách nước nha, thạch của nó bám chặt vào khuôn luôn á. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là thạch của nó không có màu sắc đậm mà nha mọi người, nó màu lợt lợt á, nhưng mà đặc biệt nó rất là dai luôn và nó không có thơm bằng cái xương sâm lá trơn nha mọi người. Cái này là Trang đánh giá thực tế nha, độ dai của nó rất là dai, dai như kiểu bết dính lại với nhau nè, Trang cho mọi người xem ha. Nhưng mà thật sự á, cái thạch của nó không có thơm nha mọi người, nó không có thơm bằng xương sâm lá trơn. Đây, thạch rất là dai mà Trang bẻ nó không có xuất ra luôn nè. Đó, còn đây là thạch của xương sâm lá trơn ha. Nó cho màu xanh rất là bắt mắt. Thạch của nó rất là thơm, nó thơm hơn xương sâm lá long nha mọi người. Vì vậy mà mọi người cũng ưa chuộng vì cái màu sắc của nó. Đây, Trang sẽ cho mọi người xem thạch ha. Thạch nó cũng rất là dai nhưng mà nó dai theo cái kiểu cứng giòn nha mọi người. Nó không có kiểu dẻo dai như xương sâm long. Đây, Trang sẽ bẻ ra cho mọi người xem nè. Đó, thạch rất là giòn luôn á. Đây, không có bị bể nha. Nhưng mà nhược điểm của cái thạch lá xương sâm trơn này á, nó cho ra số lượng thạch ít hơn của thạch lá xương sâm long một xíu nha mọi người. Và khi mà vò nó có thể bị tách nước. Nếu mọi người vò không có biết canh lượng nước á, thì thạch của mình ra nước rất là nhiều á nha. Rồi bây giờ thì Trang sẽ trả lời câu hỏi của mọi người là vò thạch xương sâm làm sao á, để nó được thơm ngon dẻo dai, nó cho màu sắc bắt mắt mà nó không có bị tách nước nữa, thì phải làm như thế nào. Thì Trang sẽ kết hợp giữa lá xương trơn và lá xương long lại với nhau nha mọi người. Trang sẽ vò lá xương sâm trơn trước, vò được một xíu rồi thì sẽ cho lá xương sâm long vào sau và tiếp tục vò. Vì lá xương sâm long của mình á, nó cho ra thạch rất là nhanh, độ nhớ rất là nhiều và rất là mau đông. Bởi vậy mình vò sau á, nó sẽ kết hợp với thạch xương sâm lá trơn, nó sẽ hòa quyện vào với nhau và nó sẽ cân bằng độ thạch lại với nhau nha mọi người. Như vậy thạch của mình á, nó mới được thơm ngon và dẻo dai nha. Rồi bây giờ thì Trang sẽ cho mọi người xem thạch ha. Thạch hoàn toàn khô ráo nè, không có bị tách nước nha mọi người. Đặc biệt rất là dẻo dai luôn nha. Vì nó có sự kết hợp của lá xâm long á, nó sẽ tạo cho thạch mình nó rất là dẻo dai, không có ra nước nhiều ha. Sự kết hợp giữa lá xâm trơn và lá xâm long như thế này á, sẽ cho thạch của mình vừa dẻo dai, vừa cứng giòn, nó thơm xâm mà cho nó màu xanh nó đậm bắt mắt như thế này nữa, thì rất là ngon luôn nha. Đó, thạch rất là dai, kéo ra rất là cuốn luôn nè. Rồi, nếu mọi người thấy áp dụng được á, thì mọi người hãy kết hợp hai cái loại thạch này với nhau để cho ra thành quả xem như thế nào nha.